đầu nha. Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay tôi sẽ phân tích cho các anh chị các bạn 9 cái lý do vì sao mà chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook không hiệu quả. Thứ nhất, đấy là do cái sản phẩm và dịch vụ của anh chị các bạn lựa chọn chưa phù hợp. Lựa sản phẩm không có nhiều người mua, sản phẩm có cái biên độ lợi nhuận không đủ hấp dẫn để chúng ta chạy quảng cáo. Bởi vì chúng ta biết rằng là Facebook bây giờ chạy quảng cáo rất là đắt, tỷ lệ tiếp cận thấp và cái mức độ cạnh tranh cao. Cho nên việc lựa chọn các cái sản phẩm và dịch vụ phù hợp và có cái biên độ lợi nhuận đủ tốt thì sẽ giúp cho các anh chị chạy quảng cáo hiệu quả hơn. Ví dụ như là chạy thời trang giá rẻ, bây giờ chúng tôi vẫn chạy cho khách hàng với giá max khoảng 10.000 đồng một tin nhắn, đúng không ạ? Thứ hai, đấy là do nội dung quảng cáo là chưa hấp dẫn, chưa thấu hiểu được hành vi của khách hàng. Ví dụ như là hình ảnh này, hay là video này, hay là các cái ý tưởng bán hàng, hay là các cái chương trình khuyến mại, là chúng ta không có những cái chương trình như vậy để thu hút khách hàng. Và thậm chí rất nhiều các cái bài quảng cáo chúng ta phó mặc cho nhân viên làm còn sai lỗi chính tả tùm lum hết cả lên, thì làm sao mà chúng ta bán được hàng, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là chúng ta chưa thấu hiểu được hành vi mua, cái tâm lý của khách hàng khi mua hàng online. Họ muốn nhanh, họ muốn tiện, họ muốn rẻ, họ muốn được phục vụ, họ muốn là thượng đế, đúng không ạ? Thì chúng ta chưa thấu hiểu được cái điều đó, là chúng ta chưa chốt khách được một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ tư nữa là chúng ta sẽ không có hoặc chưa có những cái tài khoản quảng cáo ngon hoặc tài khoản quảng cáo chất, là thậm chí là chúng ta bị chết tài khoản liên tục và không biết lý do vì sao chúng ta không cập nhật cái chính sách quảng cáo mới nhất của Facebook thông qua các cái chương trình Facebook Blueprint chẳng hạn, hay là các cái chính sách quảng cáo mà làm sao mà chúng ta có thể lách được các cái chiến dịch quảng cáo mà nếu như chúng ta chạy hàng vi phạm chính sách, vân vân. Thứ năm nữa là chúng ta chưa biết nhắm chọn chuyên sâu, đúng không ạ? Bởi vì trong Facebook bây giờ có hàng nghìn các cái tiêu chí nhắm chọn, chúng ta có thể nhắm sở thích trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể nhắm hành vi, chúng ta nhắm vào demographic tức là nhân khẩu học. Chúng ta có thể nhắm vào những cái thiết bị di động đời cao, ví dụ như iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12. Chúng ta có thể nhắm vào hành vi du lịch, vân vân. Thì tất cả những cái tư duy về nhắm chọn này tôi sẽ dạy cho các bạn, bởi vì nhắm chọn là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và thứ sáu là chúng ta không có hoặc là chưa biết những cái chiến lược chạy, cái gì chạy trước, cái gì chạy sau, các bạn chạy thương hiệu, chạy video, chạy lấy tệp, chạy remarketing, chạy mass hay là chạy chuyển đổi. Thì chúng ta cần phải có những cái chiến dịch như vậy, và chúng ta sẽ thấy là cái gì chạy trước, cái gì chạy sau, cái gì bổ trợ cho cái gì. Trong một chiến dịch thì chúng ta nhân chiến dịch làm bao nhiêu nhóm và làm sao để giảm bớt cái sự cạnh tranh trong giữa các nhóm. Đấy là những cái chiến dịch mà tôi sẽ gợi ý cho các anh chị các cái chiến lược chạy. Và thứ bảy là rất nhiều anh chị ở đây là không biết phân tích chỉ số, không biết phân tích những cái hiệu quả của chiến dịch, ví dụ như CTR hay là CPM hay là giá thầu tin nhắn là bao nhiêu, hay giá thầu của một số điện thoại là bao nhiêu, chạy mass rẻ thì liệu có hiệu quả hay không, hay chạy mass đắt thì mới kiểu hiệu quả hơn, vân vân. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn còn hỏng rất là nhiều. Thứ 8, đấy là chúng ta phó mặc cho nhân viên, không biết quản lý hoặc là đi thuê các đội bên ngoài, mà đi thuê cũng không xong, đúng không ạ? Bây giờ thuê thì các bạn ấy chạy bùng lấy ngưỡng, rồi các bạn ấy chạy để mà lấy cái tệp khách hàng về cho chúng ta để rẻ ban đầu nhưng mà không chuyển đổi được, hoặc là các bạn ấy có thể đổ những comment ảo vào rất nhiều. Thế là quan điểm của tôi là các bạn nên cố gắng biết để quản lý, biết để tự thực hiện được cái chiến dịch cho mình một cách hiệu quả nhất. Và cuối cùng, đấy là các anh chị không thực hiện việc bán hàng đa nền tảng trên Facebook. Ví dụ như bán hàng trên Facebook cá nhân rất là tốt, đúng không ạ? Bán hàng trên group hoặc là phát triển các group cho chính bản thân mình. Rồi thì chúng ta cũng có thể bán hàng bằng livestream. Trong chương trình này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chạy bán hàng bằng livestream. Livestream trên bếp tích xanh như thế nào, chạy quảng cáo cho livestream trực tiếp như thế nào, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng marketplace hoặc là sử dụng các công cụ để chăm sóc khách hàng qua Messenger. Đấy là cái ý tưởng của tôi. Đây là 9 cái sai lầm mà chúng ta thường gặp phải, và tất cả những sai lầm này các bạn sẽ được gỡ, các bạn sẽ được chữa trị, các bạn sẽ được hướng dẫn triệt để trong các cái bộ khóa học cũng như là chương trình đào tạo qua Zoom của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và các anh chị và các bạn hãy comment hoặc để lại tin nhắn sau khi xem video này. Comment, chúng tôi sẽ liên hệ lại. Xin cảm ơn.